Chiều qua, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC. Thượng tướng Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của công an các đơn vị địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ chuỗi các sự kiện trong năm APEC thời gian qua. Đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương cần tổ chức rà soát tất cả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chủ động điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông tại các điểm diễn ra hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, y tế, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.